Vâng, xin chào các bạn. Đây là năm 2024, video đầu tiên của năm nay. Trước tiên thì xin chúc các bạn có một năm mới thật là nhiều sức khỏe và đón được nhiều thành công, cũng như là có những cái cải thiện trong công việc, trong học tập, trong đường tình duyên và trong mọi mặt. Và năm mới thì chúng ta sẽ cùng nhau nói về một mùi hương. Và có lẽ rằng là mình cũng đã dành cái video này để lên vào sau Tết, vì đây là một cái mùi hương cực kỳ xanh mát, cực kỳ phù hợp với cái thời tiết khí hậu khi mà trăm hoa đua nở. Và đây cũng là mùi hương mà các anh em ở trong Sài Gòn rất hóng chờ, vì nó chính là mùi mà các bạn có thể mặc được gần như mọi dịp ở trong khí hậu nắng nóng ở miền Nam. Synthetic Jungle của Ferrex Mill. Vâng, cùng nhau tìm hiểu qua về em nó nhé. Nói về Ferrex Mill thì trước đây đã có một cái video review nhanh về 5 mùi hương của nhà này. Đợt đó thì mình cũng có mượn được trong một cái thời gian ngắn, nên là mình cũng làm một cái video khá là nhanh thôi. Các bạn có thể tìm lại trên kênh vào cái thời điểm cuối năm 2021, đầu năm 2022 gì đó. Và đây là một mùi hương mà mình đã được cầm. Và đối với cá nhân mình thì Ferrex Mill luôn là một nhà nước hoa nít có một cái chất rất riêng, và mỗi perfumer khi được hợp tác với Ferrex Mill, ông chủ của thương hiệu Edition de Parfum Ferrex Mill, là đều cho ra những cái sản phẩm cực kỳ chất lượng. Chúng ta có thể nói tới Musk Ravager, chúng ta có thể nói tới Vetiver Extraordinary, Cologne de Lébile và rất nhiều mùi hương khác. Nhưng mà phải nói rằng là Ferrex Mill là một trong những nhà nít mà các bạn nào muốn tìm chỗ dừng chân hoặc là tìm những sản phẩm nít thực sự chất lượng thì đây là nhà hương mà các bạn có thể thử qua. Quay trở lại với Synthetic Jungle thì đây là mùi hương hợp tác giữa Ferrex Mill cùng với Anfipo. Bà là một perfumer người ta gọi là bậc thầy nước hoa của Pháp, và hiện tại thì bà đang làm việc tại EFF. Đây là một tập đoàn của Mỹ cung cấp phát triển nghiên cứu về các loại hương liệu trong các ngành khác nhau, trong đó có mỹ phẩm, có nước hoa. Và bà thì có một cái phương châm, đó là làm sao để có thể truyền tải được mọi thứ qua mùi hương. Và bà cũng có một cái đam mê, một cái gọi là ước muốn rằng làm sao để có thể cho ra được một tác phẩm để đời. Nói về Anfipo thì có lẽ rằng là nhiều người sẽ biết cực kỳ nhiều sáng tạo của bà. Có thể nói là bộ khu vườn của nhà Jo Malone, có thể nói tới Lady Million của nhà Paco Rabanne, hay là những sản phẩm của nhà Guerlain, của Lancôme, rất rất nhiều. Và gần đây thì có bộ sưu tập X của nhà Nissan cũng có một vài mùi hương do chính tay bà là người điều chế. Và Anfipo thì bà có một cái gu sở thích mùi hương, đó là những nhóm mùi xanh, thảo mộc cùng với hoa. Và khi mà Synthetic được ấp ủ ấy, thì cái giới mộ điệu mùi hương rất mong chờ rằng đây là một cái sáng tạo có thể để lại một cái dấu ấn cực kỳ mới mẻ cho những sáng tạo, cho những cái tác phẩm của Ferrex Mill, và kể cả sáng tạo mà bà mong muốn rằng để đời. Và đối với mình thì Synthetic Jungle là một trong những mùi hương quá là ok dành cho khí hậu Sài Gòn, và thậm chí là ở miền Bắc mùa hè là các bạn có thể hoàn toàn mặc được. Mùi hương này thì sau một cái thời gian mà mình tìm hiểu, trải nghiệm cũng như là lướt một vài cái cộng đồng nước hoa ở trên thế giới, thì người ta nói rằng Synthetic Jungle là một khu rừng nhân tạo. Nhưng mà khi mà họ trải nghiệm về em nó thì họ có một cái góp ý, đó là nên đặt tên cái khu rừng này là Dream Jungle. Nó là kiểu một khu rừng mơ mộng, một khu rừng ước mơ, tại vì mùi hương của nó quá là chân thật. Và người ta miêu tả rằng là mọi thứ nó không hề thấy Synthetic một chút nào cả. Nhưng mà bên cạnh đó thì luôn luôn có những cái ý kiến trái chiều, đó là cái nét xanh của Synthetic thì làm có hơi hướng hơi già, và những người muốn mặc mùi hương này thì nên gia nhập hội ông bà già. Nên là đây là một vài cái mà mình đọc được thì mình muốn chia sẻ với các bạn, để các bạn có thêm những góc nhìn. Rồi, bây giờ thì đến là quan điểm của tôi về mùi hương này nhá.
chủ đạo của Synthetic Jungle đó chính là nét xanh. Nét xanh sẽ là diễn viên chính. Nét xanh ở đây được Anfipo triển khai từ cái phần top note, đó là một cái mùi xanh từ những cái tán lá bản to, sau đó ướt đẫm xương. Và cái nét xanh các bạn nếu như ngửi kỹ còn có một chút xanh hơi nhừa nhựa đến từ những nụ hoa đang chớm nở. Mọi thứ nó bạt ngàn xung quanh bạn, nó như kiểu là ở một cái bìa, một cái cánh rừng nguyên sinh vậy. Mọi thứ xanh ngắt. Và cái mà mình cảm thấy rất là hay ở đây đó chính là cái nét xanh này nó không được tô điểm bởi cái nét đắng đến từ cành này, đến từ rễ hay là đến từ đất. Vì thế cái sự xanh ở đây nó cảm giác nó trong, nó thật và nó tươi mới, chứ nó không hề có cảm giác hơi khó ngửi đắng như là ở những cái nét xanh mà mình đã từng ngửi qua ở nhiều chai nước hoa khác. Bên cạnh đó thì ngay cái việc đặt tên chữ Synthetic Jungle, đặc biệt là cái chữ Synthetic này, nó là một trong những cái cụm từ mà những người làm nước hoa người ta rất hạn chế. Vì không phải ai ở ngoài kia cũng hiểu rằng những chai nước hoa, những cái chất lỏng ở trong này nó đều là sự thành công của khoa học, mà thường nó bị kỳ thị, nó bị dán với cái nhãn mác đó chính là mùi bị ngửi nhiều cồn, rồi không thật, rồi là mùi nhân tạo. Nhưng mà khi mà các bạn được ngửi Synthetic Jungle thì chắc chắn rằng các bạn sẽ phải thay đổi quan điểm về cái cụ Synthetic hay là cái từ hóa học rất là nhiều. Vì mùi hương ở đây ngoài cái tính gợi hình ra, nó như kiểu là cái việc mà các bạn dội một gáo nước giếng vào những cái mùa hè nóng nực vậy. Và sau khi cái nét xanh này nó dịu dịu, nó nhường spotlight lại cho những cái chủ điểm mùi hoa, thì các bạn hãy thấy rằng đây như kiểu một cái bông hoa trắng hơi ngọt nhẹ bắt đầu bung nở. Càng về sau thì cái nét của hoa ngọt nó càng xuất hiện rõ rệt, nhưng mà cái nét xanh nó không hề mất đi mà nó sẽ đồng hành cùng, nó sẽ hỗ trợ ở phía sau để tạo nên một khu rừng nguyên sinh với những vào đúng kiểu mùa xuân, khi mà những cái cánh hoa nở, mùi hương thơm ngát len lỏi cùng với cái nét xanh của cây cỏ đưa đến mũi của bạn. Ở cái khoảng cuối ở trên da mình ấy, thì Synthetic Jungle nó có cái phần hơi sắc và cảm giác rằng bắt đầu lên cái kiểu phấn hoa khi mà những cái bông hoa nó có xu hướng tàn. Nhưng mà phải nói rằng là khi mà các bạn trải nghiệm Synthetic Jungle ấy, thì các bạn sẽ thấy rằng là toàn bộ hình ảnh khi các bạn bước vào một khu rừng ướt đẫm nước vừa mới mưa xong buổi sáng, sau đó sẽ là những ánh nắng đến từ buổi trưa và bắt đầu trăm hoa đua nở, mọi thứ nó chân thật. Và thậm chí rằng dry down nó còn tàn, những cái bông hoa đấy nó còn bị héo úa đi, và mọi thứ thực sự là uầy, quá tuyệt vời, một cái mùi hương nhiều sức sống, trải nghiệm đầy đủ từ phần top note đến phần dry down, mọi thứ biến chuyển, các bạn sẽ nhận thấy rõ rệt mà chả cần phải là một người ngửi nước hoa quá nhiều. Đây là một cái mình đánh giá cực kỳ cao. Và một cái nữa là nếu như ông nào sợ cái nét đắng ở trong nước hoa thì Synthetic Jungle nó cũng không lên được cái vai như vậy. Thế là các bạn cứ yên tâm, hoàn toàn có thể mặc được và không sợ là đắng khó ngửi, đất quá bẩn. Vậy thì cái câu hỏi ở đây đó chính là mùi hương này nó sẽ phù hợp với phong cách như thế nào, đúng không? Nếu hỏi về thời tiết thì chắc là mình nghĩ rằng là các bạn cũng sẽ hình dung được khi mình vừa miêu tả về em nó. Thực ra thì con này nếu mà để mà nói phong cách ấy, nó sẽ phù hợp dành cho các bạn nam hoặc kể cả các bạn nữ cũng có thể mặc được. Và cái xu hướng mặc ở đây đó là các bạn mặc những cái tông màu sáng hoặc là thậm chí là đồ trắng luôn. Và các bạn có thể mặc vào cái thời tiết đâu đó khoảng tầm từ 25-30 độ đổ lên, hoàn toàn có thể được. Và cái xu hướng mặc đó là sẽ là những cái đồ có chất liệu nó hơi bay một tí, nó mỏng, nó mát như kiểu đồ đũi hay là những cái chiếc quần short. Và cái size nó kiểu over, nó thoải mái, rộng rãi. Và nhìn các bạn sẽ tạo ra một cái vibe kiểu rất là tươi sáng, rất là năng động, rất là nhiều năng lượng. Thì Synthetic Jungle sẽ là cái vibe kiểu như vậy. Và mùi hương này các bạn cũng hoàn toàn có thể mang đi biển, đi chơi vào những ngày nắng gió, rất là hợp lý. Và con này ấy, thì với cá nhân mình, với cái thời tiết ở trong Sài Gòn đâu đó loanh quanh từ khoảng tầm 25 cho đến 35 độ, các bạn có thể mặc được mọi dịp, kể cả các bạn mặc đi làm hàng ngày. Vì yên tâm rằng cái nét ngọt của nó không như cái nét ngọt của vani, mà ngọt đây chỉ đơn giản là ngọt của hoa ấm thôi, nên là các bạn hoàn toàn mặc mà không bị nhàm chán như là những cái vai mùi vanilla mình nói. Và ở đây thì mùi hương này nó cũng rất là trẻ trung, các bạn nam tầm 20 tuổi, thậm chí là đến tầm 40 tuổi các bạn đều có thể mặc được.
Đó, và cái này thì mình nghĩ rằng là nó cũng chả giới hạn được cái việc là bạn phải đi đâu cả, mặc được mọi dịp, gần như là mọi nơi, mọi lúc, hay là mình gọi hay vui vui là kiểu xịt vô chi luôn cũng được. Và cái hiệu năng của em nó thì cũng rất rất tốt ở trên da, lưu trên da mình đâu đó chắc khoảng tầm 8 tiếng, 7-8 tiếng và tỏa cực kỳ tốt nhá. Trong vòng 2-3 tiếng đầu tỏa tầm một cánh tay và sau đó giảm dần. Nhưng mà đây là một trong những cái mùi hương mà mình đánh giá rằng là dành cho những người tích cực, đấy, nhiều năng lượng, với một cái vai rất là tươi sáng để cho nó phù hợp với cái tông màu của mùi hương này mang tới. Và chỉ có một cái điều mà các bạn lăn tăn về em này, đó chính là nó hơi đắt, vì Ferric Mill thì chưa bao giờ là rẻ cả. Và cá nhân tôi thấy với những người mới thì người ta thường thích mùi ngọt kiểu vanilla nhiều hơn vì nó sẽ thu hút hơn. Còn với những cái vai mùi mà dùng đa dụng hàng ngày này thì lại ít được ngó tới. Nhưng mà nếu như có dịp mà các bạn, hoặc là các bạn đang có một cái gu thời trang như mình vừa miêu tả, thì đây là một trong những cái mùi mà các bạn không thể bỏ qua. Và đương nhiên thì nó cũng sẽ có trong list nước hoa mùa xuân năm 2024. Đây là một cái video tôi review trước thôi, sau này tôi sẽ dẫn cái link vào trong cái video list nước hoa năm chai mùa xuân mà tôi sắp sửa làm đợt tới. Thêm một vài cái thông tin mà các bạn có thể quan tâm nhá. Synthetic Jungle thường bị đổi tên thành Synthetic Natural. Mình cũng không hiểu tại sao cái lý do mà nó lại đổi tên như vậy. Nhưng mà thực ra thì tôi cũng trao đổi với vài người làm những cái nền tảng sáng tạo ở trên những cái trang khác nhau ấy, thì người ta bảo là đúng ra thì phải đổi cái tên Synthetic ấy đi, tại vì thực ra mùi hương này nó không hề Synthetic một tí nào cả, mà tại sao lại đổi chữ Jungle thành chữ Natural đấy. Thế là đợt tới thì sắp sửa đổi tên, có thông báo rồi, nhưng mà không biết là có bị reform về phần mùi không. Nhưng mà trước tiên thì mình nghĩ là trong vòng tầm 1 năm đến 2 năm tới thì các bạn vẫn có thể mua được em này một cách dễ dàng, nó không đến mức là cháy hàng ở trên thị trường. Nhưng mà nếu mà cái video này khoảng tầm 3-4 năm nữa nó mới viral chẳng hạn, thì mình nghĩ là cái việc mà tìm được Synthetic Jungle chắc là cũng hơi khó ở trên thị trường. Còn nếu mà khi nào tôi có dịp thử cái phiên bản mới mà có sự khác biệt thì tôi sẽ làm video review cho các bạn. Còn không thì chắc là cũng không có gì thay đổi đâu, vì cũng không thấy thông báo gì quá là nhiều cả. Nên là nếu như đang tìm một tông mùi xanh mặc được mọi dịp vào ở trong cái thời tiết Sài Gòn hoặc là nắng nóng ở mùa hè, thì đây là một trong những lựa chọn cực kỳ ổn. Xanh, hoa và bán tỏa khủng. Thôi, đẹp, siêu đẹp, rất đáng mua. Và nếu như bạn đã từng thử qua em nó, rất mong các bạn có thể feedback cảm nhận ở bên dưới để có thể có nhiều góc nhìn mới mẻ hơn cho những người mới xem video này. Còn bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại. Bye bye.